có nhiều người họ nói rằng là cái lĩnh vực về bảo hiểm mà anh đang thì nó sẽ rất là khó để mà đưa lên trên online được, thì anh nghĩ như thế nào về điều này? Thực sự hồi đầu mà trao đổi với Linh thì bản thân Dan cũng nghĩ như vậy. Tại vì mình làm bên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thì mình tư vấn khách hàng theo một cái lối truyền thống. Đến gặp có thể là đi ăn với nhau, đi nhậu. Bên Mỹ thì không có phải là nhậu, nhưng mà Dan biết bên các bạn bên Việt Nam thì đôi khi cũng phải nhậu, phải không? Đúng rồi. Phải nhìn mặt với nhau thì mình mới nghĩ là tin tưởng. Thì Dan làm trong lĩnh vực này rất là lâu, thì Dan cũng suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà sau khi gặp anh Linh xong đó, mới từ từ thay đổi cách nhìn đó. Và nhờ những cái cách mà anh Linh hướng dẫn đó, thì bây giờ Dan đã hoàn toàn có thể đưa cái bảo hiểm nhân thọ lên tư vấn cho khách hàng trên online và qua những cái công nghệ như Zoom hoặc là FaceTime thì khách hàng vẫn tiếp cận mình bình thường. Với là anh, đó là khi mà anh đã bây giờ là mình làm rất nhiều video đúng không, là khách hàng họ biết đến anh, họ thích anh rồi, họ tin tưởng anh rồi. Thế có nhiều người họ nói rằng là bây giờ tôi là một người rất là mới, không có thương hiệu. Bây giờ bởi vì anh đã có kênh cả 100,000 follow rồi, thì anh lên anh có thể trao giá trị cho người ta dễ, rồi người ta tin tưởng hơn nên là người ta có thể gặp trên online. Đấy. Nhưng với một người mà mới hoàn toàn, họ chưa có một cái uy tín hay là chưa có một cái thương hiệu nào cả, thì có làm được hay không? Chắc chắn là sẽ làm được. Cái đó là tại vì bản thân của Dan đã trải qua cái kinh nghiệm đó, chứ không phải mình chỉ nói suốt. Trước khi Dan có kênh YouTube hay là TikTok hay là Facebook bây giờ đó, thì Dan chỉ có làm những cái video về bảo hiểm và chia sẻ với mọi người những cái lợi tức nó như thế nào. Rồi theo cái hướng dẫn của anh Linh là giống như mình cũng giúp cho khách hàng hiểu những cái khúc mắc của họ về bảo hiểm. Thì hồi đó thì mình chưa có một cái thương hiệu gì hết. Chưa có ai biết là Dan Lê là ai. Chỉ có những khách hàng của Dan trước kia thì họ biết thôi. Nhưng mà nhờ cái cách làm, cái cách mình làm video, rồi cái cách mình đăng bài trên những cái trang mạng xã hội đó, thì mình tiếp cận với khách hàng trước. Rồi sau một thời gian mà Dan đã làm việc với anh Linh, rồi tiếp cận khách hàng, rồi có nhiều khách hàng họ tham gia bảo hiểm nhân thọ với Dan rồi đó. Thì sau đó khoảng 2 năm Dan mới bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân. Cho nên những bạn nào mà cứ nghĩ là phải cần thương hiệu cá nhân mới bán được, cái đó là nó chỉ 50% đúng thôi. Có nghĩa là nếu mình có thương hiệu thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đúng rồi. Nhưng mà mình không có thương hiệu thì vẫn bán được tốt. Không chỉ là Dan mà những bạn trong team của Dan. Sau khi anh Linh hướng dẫn cho Dan xong thì Dan cũng hướng dẫn một số anh chị trong team. Thì họ vẫn làm tốt mà không có thương hiệu. Thậm chí bây giờ họ vẫn còn chưa có thương hiệu. Nhưng mà vẫn làm việc tốt. Với là có một cái nữa anh nhé, là mọi người hay nghĩ là nếu mà mình làm trên online thấy anh làm được rất nhiều video như vậy ấy, thì họ nghĩ rằng là anh phải rất giỏi về công nghệ, edit video này, rồi biết làm về marketing này, biết về quảng cáo này kia này, có nghĩa là mình phải rất giỏi về mặt về công nghệ thì mình mới làm được. Thì anh có thể chia sẻ là anh bắt đầu làm ấy thì anh giỏi những cái gì? Thì nói thật với các anh chị đó là Dan không có giỏi gì về tất cả những cái công nghệ đâu. Dan chỉ có giỏi một cái là Dan kiên trì trong cái công việc này. Và Dan đã làm trong cái công việc này là một thời gian khá lâu rồi. Nói là công việc này có nghĩa là bên tư vấn tài chính bảo hiểm nhân thọ đó. Chứ còn nói đến mà Facebook nè, hay là social media, TikTok, YouTube gì đó, thậm chí hồi xưa Dan chỉ vào coi những cái trang của người ta thôi. Chứ mình cũng không có biết đăng bài, đôi khi mình cũng không có những cái ý tưởng để đăng cái này cái kia. Và cái khó lúc mà Dan mới bắt đầu làm cái công việc này đưa online là làm sao để có thể làm video hay. Thì có nhiều bạn cứ nghĩ là chắc là mình phải quay video nè, rồi mình sẽ edit video nè, rồi phải chạy quảng cáo nè. Đó thì mình mới làm được. Thực sự không, Dan chỉ có cái việc đó là quay video xong và tư vấn khách hàng. Còn cái việc dựng video hay là việc chạy quảng cáo hay là những cái việc khác á, thì mình có thể nhờ các bạn khác, họ chuyên gia, họ rành về cái đó họ làm. Chứ nếu mà mình quay video xong mà mình tự dựng thì chắc là thứ nhất là không có hay. Mà thứ hai tốn rất là nhiều thời gian. Đúng rồi. Và hồi đó em có chia sẻ với anh là mình chỉ cần dùng điện thoại là mình quay được. Thì anh có thể xác nhận cho mọi người biết là cái thời gian đầu anh dùng những cái thiết bị gì để anh quay. Cái này là cái rào cản của Dan và tất cả những người trong đội của Dan nha. Là cứ đặt câu hỏi là dùng máy camera nào, dùng đèn nào, rồi làm sao cho đẹp đồ này đó. Rồi có nhiều khi á, những chị trong team đó, Dan cũng hướng dẫn cho họ quay, cái nói Dan ơi, chị chưa có camera đẹp,
hay là cái phone cứ chỉ nó không có. Thực sự những cái đó là một cái nỗi sợ. Bản thân Dan cũng vậy chứ không phải là nói mọi người nha. Trước khi Dan quay phim hay gì Dan cũng nói ồ đèn đẹp chưa, camera ngon lành chưa rồi đó. Nhưng mà thực ra cái đó là do cái nỗi sợ của mình rồi mình tự bào chữa cho mình thôi. Chứ thực ra không cần camera đẹp, không cần đèn đẹp, nói chung không cần cái gì hết anh chị. Bây giờ các anh chị ai cũng có cái điện thoại, mà nếu mà mình không có đèn đẹp thì mình có thể ra ngoài trời trời sáng mỗi ngày mà. Được rồi. Đó thì mình chỉ cần bấm nút quay và tập nói thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ chờ mua đèn cho đẹp cho xịn, rồi mua điện thoại cho xịn, rồi mua cái tay cầm, rồi cái mic xài cái mic gì những cái đó là hoàn toàn những cái phụ. Đúng rồi. Nên là chúng ta cần cái chỉ cần một chiếc điện thoại là mình ở đâu mình cũng có thể quay được rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đấy, còn về việc là những cái trước cái phần mà để mà mình quay video ấy, đó là một phần nó rất quan trọng, đó là mình chuẩn bị về mặt về nội dung. Như là về xác định về khách hàng mục tiêu này, rồi là mình phải rất rõ, bởi vì trong một cái sản phẩm dịch vụ ví dụ bảo hiểm nó có nhiều cái nhóm đối tượng, ví dụ đối tượng chủ doanh nghiệp thì cái vấn đề của họ khác và sản phẩm của mình nó giải quyết khác và có gói sản phẩm dành riêng cho nhóm đó. Đúng không? Cái nhóm đầu tư thì sản phẩm và dịch vụ khác. Đúng rồi. Đấy, hay là cái người dành cho những người làm công ăn lương thì nó lại khác. Thì phần lớn các sản phẩm nó đều có những cái trong một cái công ty ấy, họ có những cái sản phẩm đó đều dành cho những cái nhóm khác nhau và cái cơ chế hoạt động nó cũng sẽ khác nhau, cái suy nghĩ của khách hàng cũng khác nhau, hành vi nó cũng khác nhau. Thì đây là một cái mà rất nhiều người ấy, họ theo kiểu là à thấy anh Dan làm thế, họ thấy mình cũng làm ngành này, thế là bắt chước làm theo, nhưng sau đó nó không hiệu quả. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người, để bởi vì mọi người thường hay bỏ qua cái tầm quan trọng đó mà tập trung vào máy móc, trang thiết bị về kỹ thuật, trong lúc đó là cái đó là cái khá là quan trọng. Thì bây giờ là anh 3 năm rồi đó, thì anh nghĩ như thế nào về điều đấy? Thì chắc chắn là cái nội dung là rất rất là quan trọng. Và bây giờ Dan đang hướng dẫn các bạn trong đội của Dan cũng vậy, khi mà mình làm cái nội dung á, mình chỉ tập trung vào nói chuyện với một người thôi. Có nghĩa là cái video này mình sẽ làm cho người nào. Đó rồi xong mình làm xong video đó thì mình sẽ làm cho người nào. Như, ví dụ giống như nên nói đó, ví dụ bây giờ mình đang tư vấn cho một anh chị nào đó họ có doanh nghiệp đi, mà mình nói là anh chị, nếu anh chị có doanh nghiệp thì anh chị nên đầu tư một ngày 10 đô vô cái chương trình bảo hiểm này. Thì tự nhiên họ nói tôi là kiếm cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Hay là có thể họ kiếm cả triệu đô một năm. Bỏ mấy chục đô nó không có, tác dụng. Nó không áp dụng cho những anh chị đó. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái công thức đó, cũng là cái thông điệp đó, mà mình lại quay một cái video cho một mẹ đơn thân, thì dĩ nhiên họ sẽ cảm nhận được cái vấn đề đó hơn. Đó, cho nên Dan thấy những đôi khi mình làm video, ví dụ mình biết quá nhiều kiến thức bảo hiểm hay là kiến thức trong cái nghề nào đó đi, mà mình cứ chia sẻ cho mọi người, hoặc là mình chia sẻ tất cả những kiến thức, thì cái đó là một trong những cái mà có thể là dẫn đến không có kết quả, tại vì họ coi nhưng mà họ không thấy họ áp dụng cho họ. Đấy. Thì đấy là với kinh nghiệm mình, khi mà mình làm mình sẽ thấy được cái tầm quan trọng của việc mà làm nội dung, đúng không? Thì rõ ràng là bây giờ em tổng kết lại là để mà chúng ta làm nó hiệu quả ấy, thì thứ nhất đó là mình cần phải hiểu về đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, hiểu về sản phẩm của mình. Sau đó chúng ta sẽ làm ra những cái nội dung dành riêng cho từng đối tượng. Đó, và mình chỉ cần với một chiếc điện thoại là mình quay được rồi. Còn sau đó thì mình dùng cái video đó mình đưa cho những cái bạn mà người ta giỏi về edit. Người ta edit video cho mình thì lúc đó nó sẽ ok hơn. Đó, và nó tiết kiệm cái thời gian hơn. Bởi vì ví dụ như mình edit một cái video có thể là mình edit mất một ngày mình mới edit được một cái. Người chuyên nghiệp ra đúng rồi, không đẹp nữa. Và bởi vì mới một người mà người ta edit ấy, là chuyên nghiệp đấy, một ngày người ta cũng chỉ có được hai cái là cùng. Đúng không? Còn mình thì mình là không chuyên nghiệp mà amateur mà. Thì lúc đó mình có thể phải một ngày mình mới xong được một cái. Và trong lúc đó là nếu mà một video đó edit một ngày ấy là mình tiết kiệm được là khoảng tầm 20 đô chẳng hạn, hoặc là 15 đô. Đúng không? Tầm 15 20 đô. Trong lúc đó là một ngày đó mình có thể bán được một cái hợp đồng hoặc hai hợp đồng chẳng hạn. Thì lúc đó là cái lợi nhuận nó nhiều hơn. Đúng nên rồi. Đó là mình sử dụng cái đồng tiền của mình nó hợp lý. Có là mình tập trung vào những thứ nó quan trọng nhất. Đúng rồi. Đấy, thì đó là mình tập trung vào phần đó là để giảm chi phí quảng cáo nó giảm xuống, thì đó chính là nội dung. Đúng không? Và cũng tỷ lệ chuyển đổi cao, khách hàng ra được nhiều ấy, thì nó phụ thuộc vào cái nội dung. Đó, anh cứ để ý là mỗi lần mà mình thay đổi về mặt nội dung ấy, và mình tối ưu về mặt nội dung từ cái tiêu đề, từ cái việc làm rõ thông điệp ấy, thì làm cho cái giá quảng cáo của mình nó giảm xuống. Và tỷ lệ mua data còn vào nhiều hơn nữa. Chính xác. Đó, thì đó là cái mà mình sẽ nhìn thấy được, đúng không? Còn sau đó về phần về kỹ thuật về quảng cáo ấy, là nó phụ thuộc vào nội dung. Quảng cáo nó hiệu quả hay không hiệu quả thì nó phụ thuộc vào nội dung. Lúc này mình chỉ có ấn nút thôi. Và những việc mà mình căn đó mình cũng hoàn toàn có thể thuê những bạn trẻ
họ làm cái việc đó. Yeah. Đúng không? Đấy, thì đó là cái mà mình cần. Và sau đó cái cuối cùng ấy là khi mà data ra rồi thì mình chỉ cần nhìn, mình cần viết sai cũng lại trên, quay trở lại điện thoại tiếp. Yeah. Bởi vì trên này là nó đổ cho mình số điện thoại và mình bốc máy lên mình gọi. Yeah. Đó, sau đó mình sẽ tư vấn cho khách hàng. Thì khách hàng là khi này là họ đã trải qua cái hành trình, họ coi video của mình rồi. Đấy. Thế thì ở đây đó là cái hành trình của mỗi một khách hàng ấy, là họ sẽ đến từ việc là đầu tiên họ xem mình ở trên mạng xã hội. Người ta cũng đầu tiên họ thấy anh, họ cũng sẽ đầu tiên là họ sẽ là một người có nhu cầu trước đã. Yeah. Và họ cũng sẽ phân vân là không biết là ông này có ok không. Yeah, đúng rồi. Sau đó anh sẽ có một loạt cái nội dung để xử lý những cái điều đó. Yeah. Kèm theo đó là những cái khách hàng của anh trước đây nữa. Yeah. Thì bắt đầu cái niềm tin của họ tăng dần lên. Đó, thì nó trên online ấy, nó cũng là một cái hành trình giống như offline là gì? Lạnh, ấm và nóng. Đúng rồi. Đúng không? Yeah. Thì có phải đây là hành trình mà bán hàng ở trên offline, và anh có để ý là khách hàng của mình ấy, đôi lúc là họ xem mình từ tuần này nhưng tuần sau hoặc 2 tuần sau thì họ mới quyết định mua. Đúng rồi. Yeah. Thì trong cái trường hợp của Đen cũng vậy. Có nhiều anh chị họ gọi, họ tham gia bảo hiểm với Đen bây giờ. Yeah. Là họ nói ô chị đã coi video của em cả tháng ấy rồi nhưng mà chị chưa có liên lạc. Hôm nay chị mới liên lạc thôi. Hay là đôi khi nói trong cái video này em chia sẻ cái đó chị thấy nó hợp với chị. Yeah. Đó. Thì có nghĩa sao là có nhiều khi họ coi 5-6 cái video của Đen trước kia rồi. Yeah. Nhưng mà những cái thông điệp đó chưa có chạm đến họ. Yeah. Cái thông điệp thứ 7 thì nhìn chạm đến họ thì họ liên lạc. Nhưng mà những cái video trước kia cũng tạo được cái niềm tin, tại vì họ thấy mình xuất hiện rất nhiều lần. Thì cái này nếu mà so sánh với trước kia đó, ví dụ hồi xưa mà Đen đi tiếp cận với những anh chị chủ tiệm nail đi. Ví dụ mình mới vô lần đầu tiên để mà giới thiệu bảo hiểm đó. Họ cũng đâu có tin. Ví dụ mình mới bước vô cái tiệm nail của họ một lần đầu tiên để quảng cáo bảo hiểm, họ đâu có tin. Nhưng mà tuần sau mình tới nữa. Lúc đó họ cũng chưa có tin. Nhưng mà họ thấy cái mặt ông này quen quen. Cái anh này hình như tuần trước có tới rồi phải không? Bắt đầu họ bắt đầu bắt nói chuyện với mình. Cái tuần sau mình tới thêm lần nữa. Thì bắt đầu tới lúc là họ thấy mình bước vô là họ quen rồi. Quen rồi bắt đầu lúc đó uống nước không em? Ví dụ tuần sau mình tới nữa thì tới lúc đó nói em bảo hiểm em sao vậy? Nói cho anh nghe thử coi. Đó giống vậy á. Đúng vậy. Thì trên online nó cũng vậy. Mình mới đăng một cái bài quảng cáo, dĩ nhiên đâu có ai thấy cái quảng cáo mà mua liền. Khi mình cũng vậy, mình mua một cái sản phẩm gì đó nó xuất hiện với mình nhiều lần. Thì mình thấy lần này mình chưa mua, lần sau nó xuất hiện, lần sau nó xuất hiện, lần sau mình xuất hiện. Thế mình thấy cái này hồi đó giờ mình cũng đang định mua một cái gì đó quảng cáo lại cho mình mua. Thì cũng vậy. Đúng rồi. Có một cái hay ở trên đó là vì sao bây giờ là mình lại làm hiệu quả hơn. Rõ ràng là ví dụ như cái đợt đầu anh làm là em nhớ là anh cứ ngày cái 2 cái, 1 cái, 2 cái, 3 cái hợp đồng. Đúng không? Xong có những ngày cao điểm là đến 7 cái hợp đồng. Đúng rồi. Đó. Thế thì ở đây vì sao mình lại có thể làm tốc độ nhanh hơn ấy? Thì đó là do cái thế này. Ví dụ như bình thường mỗi ngày trước đây theo cách cũ ấy, là hôm nay anh gặp một người này, ngày mai anh gặp một người này, thì cái người kia là mình ít tiếp xúc rồi. Nhưng khi mà ngày hôm nay anh làm 5 video, ngày mai 5 video, ngày kia cứ hoặc là không cần 5 video mà là 1 video. Có nghĩa là một ngày mình có thể sản xuất ra 10 cái, 15 cái. Nên sau đó là mình sẽ đăng mỗi ngày một cái. Thì sau một năm ấy, là mình có 365 video. Giống như là 365 con người anh Dan Lê ấy, mỗi ngày đi gặp khách hàng. Đúng rồi. Và mỗi ngày là 365 video đó, ví dụ khách hàng xem mình 5 video ấy, là cái video đó là thay mình đi gặp từng khách hàng luôn. Đấy, kèm theo một cái nữa là lúc mà mình làm cái video dạng phản hồi khách hàng. Nhưng phản hồi mình không thể phỏng vấn giống như kiểu trước đây là anh cảm nhận như thế nào. Thì đó là một cái phản hồi nó không hiệu quả. Mà mình phải lấy một cái phản hồi mang tính chất đó là giống như một kịch bản bán hàng ấy. Đấy, thì khi mà những cái phản hồi đó nó khác, giống như là ngày xưa anh thay vì anh này là cái anh này mua bảo hiểm của tôi này, anh kia mua bảo hiểm của tôi này, thì mình nói lại nó không uy tín. Nhưng bây giờ ví dụ như anh lấy được khoảng 30 phản hồi đi, thì mỗi lần anh gặp khách hàng giống như anh bê 30 cái người khách hàng ấy, đây anh xem. Giống như đến tại cái tiệm nail của họ để cho người ta thấy anh. Đúng không? Thì khi mà anh lấy đơn giản là ngoài những video rồi, từ những cái phản hồi đó thì anh thấy cái độ hiệu quả của những cái video phản hồi thì nó như thế nào? Video phản hồi là Dan, theo Dan nghĩ cái video phản hồi là cái video mà nó hiệu quả nhất. Trong tất cả những cái video quảng cáo. Tại vì người ta thấy là người thật mà. Khách hàng thật. Thì hồi xưa lúc mà đi tư vấn cho khách hàng offline đó, đôi khi họ có một cái lời từ chối nào đó thì Dan phải nói chị đợi em tí xíu nha. Ví dụ họ nói là cái này em không biết chị không biết em làm bao lâu rồi, cho nên chị cũng không, để cho chị suy nghĩ cái đó. Ví dụ vậy. Thì Dan mới nói chị đợi em tí xíu nha. Là mình cứ bóc điện thoại lên là mình gọi một cái người khách hàng của mình mà có cái hoàn cảnh tương tự với cái chị này. Thế mình nói cô Thúy ơi,
con đang ngồi đây với chị Tuyền đi. Chị Tuyền cũng đang muốn tham gia bảo hiểm với con mà cũng đang giống như là đang lo lắng một chút xíu là không biết là Dan có làm việc tốt hay không rồi này đó. Thì cô Thúy là khách hàng của con cũng được 5 năm nay rồi. Thì cô Thúy có thể chia sẻ chút xíu được không? Thì mình đưa điện thoại qua cho khách hàng nói chuyện. Thì Dan đã dặn một số khách hàng như vậy rồi. Nếu mà con đi ra ngoài con tư vấn mà lỡ mà con có bị kẹt á, thì con gọi cho cô nha. Là giống như mình đã mình chuẩn nhờ trước rồi. Thì đưa vào cái thì cô Thúy là nói không biết cô nói cái gì. Nhưng mà cô chắc chắn là cô nói không đừng có lo, Dan Lê nó làm ok lắm. Chị đã là khách hàng của nó bao lâu năm rồi, chị có tiệm nail ở chỗ này chỗ kia vậy đó. Thì cái chị đó chị nghe xong là chị thấy yên tâm. Thì xong rồi cái nói chị cũng biết cái chị Thúy đó đó thôi, chị Thúy đó tên Nam thế thôi, chị cũng làm luôn. Thì bây giờ mình chốt. Cái đó là offline. Thì bây giờ online nó cũng tương tự. Bây giờ mình không có gọi điện thoại cho cái cô đó. Nhưng mà những cái khách hàng họ cho những cái lời nhận xét về mình. Thì nó còn, mà hồi xưa là chỉ nói thôi. Bây giờ có hình ảnh nữa. Mà mình ngồi với khách hàng mình hay là thậm chí mình zoom với khách hàng của mình thì trao đổi với nhau nó cũng, cái hiệu quả nó cũng giống nhau. Với là có một cái hay nữa đó là đôi lúc ấy, ví dụ như là anh Dan là em là khách hàng của anh Dan, thế khi mà anh lấy ví dụ như là anh dịch vụ rất là tốt và anh nói rằng là khi nào mà em mà có khách hàng giới thiệu cho anh nhá, thì bây giờ đúng là đôi lúc mình nhớ thì mình mới giới thiệu thôi, nên nếu không nhớ là mình cũng quên luôn. Bởi vì mình cũng phải công việc của mình mà. Đúng rồi. Nhưng nếu mà em lại cùng với anh Dan quay một cái video nói về cái sản phẩm dịch vụ nó đã giúp cho mình như thế nào ấy, thì tự nhiên là những người bạn của em họ nhìn thấy những cái video này thì họ nói, và họ lại đang có nhu cầu mua bảo hiểm ấy, thì họ nói rằng là Linh bên anh Dan bán bảo hiểm có ok không? Thì lúc đó họ hỏi em cái đấy, em nói ở bên đó ok bạn mua đi. Đúng rồi. Đấy, thì lúc đó mình sẽ rất dễ dàng để mình xác nhận. Đúng. Chứ mình không phải đi mình phải chủ động nói nữa. Đúng rồi. Mà là khách hàng người ta chủ động họ. Thì lúc đó là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và em hay nói là đây là cái cách mà để mà giới thiệu khách hàng, từ khách hàng giới thiệu khách hàng là một cách nhanh nhất và nó hiệu quả nhất. Mà có nhiều khi á, ví dụ giống như anh Linh tự nhiên giới thiệu bạn của anh Linh đi, nói anh ví dụ gọi Tuấn ơi, Linh mới mua bảo hiểm với Dan cần bảo hiểm gọi Dan. Thì đôi khi anh Tuấn đó, anh nói tao đâu cần bảo hiểm đâu. Hoặc là nó không biết Linh này nó gọi nó giới thiệu nó có tiền hay gì không mà nó năng nổ vậy. Đúng không? Đúng. Còn tự nhiên mình làm một cái video đó, nó rất là nó dễ dàng, nó không có áp lực. Cái gì đó anh Tuấn nó tình cờ anh coi anh nó Linh này nó giới thiệu chứ nó đâu có giới thiệu mình đâu. Mà con người là vậy, người ta thích mua hàng chứ người ta không thích được người khác bán hàng. Đúng rồi. Ví dụ bây giờ mình thích mua bảo hiểm nhưng mà người khác nó gọi nó giới thiệu bảo hiểm thì mình không mua. Mà mình tự đi tìm thì mình mua. Đúng rồi. Đó, cho nên cái đó video nó còn hay hơn. Chính xác. Mà cái việc mà mình quay video phản hồi ấy, là mình cũng chỉ cần cầm điện thoại thế này rồi mình quay cùng với khách hàng. Đúng rồi. Hoặc là mình làm trên Zoom đúng không? Hoặc là mình chỉ để nó lên một cái cây đó. Cái cây rồi cái mình ngồi lên mình nói thôi. Nên là mọi cái nó rất là đơn giản. Thế thì ở đây là trong buổi hôm nay mình chia sẻ thấy rằng là chúng ta chỉ cần làm tốt về việc đó là mình hiểu về sản phẩm này, rồi là mình có về cái kiến thức về cái sản phẩm, mình có hiểu biết về khách hàng, và cái đó thì mọi cái là em cũng đã có cái công thức hết rồi. Và anh cứ thấy cái việc mà cái công thức mà em chia sẻ nó có dễ xài không? Hồi đầu thì Dan làm việc với anh Linh 3 năm trước phải không? Dạ đúng rồi. 3 năm trước thì cái công thức anh Linh chia sẻ nó rất là đơn giản. Nhưng mà nó vẫn hiệu quả nha. Đơn giản và hiệu quả giúp cho Dan có được nhiều khách hàng. Và không những vậy, Dan sau đó thì Dan chia sẻ cái công thức đó lại với những bạn trong team. Họ làm cũng rất là tốt. Nhưng mà mới đây thì Dan lại học thêm cái lớp cũng một cái nội dung đó. Học lại với anh Linh thì bây giờ cái nội dung nó còn sâu sắc hơn. Nó còn kỹ hơn. Thì Dan hy vọng rằng là Dan và một số bạn đang học chung với lớp anh Linh đó thì sẽ làm thêm những video và hy vọng nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Thì đó là mọi cái là đơn giản là mình có được cái công thức, đúng không? Mình phải có được cái công thức, mình hiểu được cái nguyên lý ấy. Rồi sau đó mình tập trung vào cái phần mà nội dung quay. Thế thì cái quay ấy, là nhiều người họ mới đầu tiên họ đang lo ngại là tôi nói không được hay này, tôi nói không được suôn này, giọng tôi không được tốt này. Thì anh nghĩ như thế nào về cái điều này? Không thì nói chung ai mới bắt đầu làm cũng không có hay và cũng không có tốt hết. Lúc Dan quay video đó, nói thật là mấy chục cái đầu tiên Dan tính bỏ cuộc rồi. Anh cứ nghĩ mình coi video người khác xong người ta nói hay mà suôn sẻ mà ngôn từ hay mà mình nói xong kỳ quá rồi
mình quên chữ nè, rồi mình quên câu nè, một cái video 2-3 phút đôi khi mình quay có 10 phút hết, mình nghĩ cho thôi chắc là mình cứ trở lại công việc của mình đi. Chứ còn cái vụ video này nghe nó khó quá. Nhưng mà sau khi Dan gửi những cái video đó đưa vào cho cái bạn edit cái video và gửi cái video lại cho Dan, Dan cũng ngạc nhiên luôn. Đó, nói trời, sao video mình nói dở mà tự nhiên edit lại hay vậy. Đó, thì các anh chị là nếu mà quay video đó thì phải nhờ một bạn nào chuyên nghiệp edit giùm. Vài cái để mình thấy có động lực. Chứ còn nếu mà mình cứ để cái video mà mọc như vậy của mình á thì mình coi là cũng chán nữa, cũng gì người khác. Chính xác. Bởi vì á là ai cũng, và đặc biệt á mình có một cái rào cản về mặt về tâm lý, đó là mình nghe cái giọng mình ấy, bởi vì mình chưa bao giờ mình nghe giọng của mình qua đài hay là qua video mà. Thế bây giờ mình lần đầu tiên mình quay mình nghe của giọng một cái người mà nghe chính mình ấy, mình hay cảm thấy là giọng mình nó khó nghe, giọng mình của nó không được hay, giọng mình của hấp dẫn. Trong lúc đó người ngoài người ta nhìn vô mình ấy thì người ta thấy ồ sao giọng mình giọng của anh hay vậy. À, và thực tế là rất nhiều người khi mà em gửi nói là à anh Dan là học chương trình của em và làm đấy, họ nói ồ anh Dan anh nói hay vậy, thì em làm sao mà anh nói được giống như anh Dan. À, trong lúc đó là cái thời gian đầu tiên anh Dan cũng cảm thấy rằng là ờ cái giọng của mình nó không được hay, rồi mình nói nó không rành tiếng Việt, đúng không? Trong lúc đó nhiều người người ta nhìn vô lại nhìn thấy anh rất là hay đó. Thì nhiều bạn trong team của Dan hiện tại cũng vậy. Thì bị cái rào cản đó, Dan ơi giọng của chị nghe kỳ quá. Hay là bản thân của Dan cũng vậy, hồi Dan mới quay video Dan nghe cái giọng của mình nó lạ lắm, tại vì mình là cũng miền Trung á. Rồi cái mình phải nói lớn lớn miền Nam, rồi miền Nam không phải miền Nam mà miền Trung thì không phải miền Trung. Bản thân mình nó cứ nghĩ là chắc là cái giọng của mình nó kỳ. Nhưng mà sau này thì có nhiều người nói Dan nói cái giọng cũng hay chứ. Đó thì cho nên phải làm thôi, chứ còn mình cứ ngồi mà mình đánh đo nhiều thứ quá rồi thời gian nó qua. Nhưng mình cũng không có đạt tới mục tiêu. Mà mình lại bỏ mà lỡ mất về cơ hội, đúng không? Thì đối với trên online ấy, thì nó có hai cái nhóm. Một nhóm đó là những cái gọi là khách hàng và sản phẩm ấy, nó gọi là sản phẩm mang tính chất là mình phải tư vấn, thì giống như bảo hiểm, giống như bất động sản hay là những chương trình đào tạo. Đó là những cái sản phẩm mà mình phải tư vấn. Có là mình như thế thì nhiều người họ nói rằng là trên online là phải bán là giao đi, giống như mình bán một cái ly, giống như mình bán một cái điện thoại hay là giao đi được. Nhưng thực ra là có những sản phẩm ở trên thông qua tư vấn ấy, giống như lĩnh vực của anh, thì cái mà nhiều người họ nói rằng là cái này không thể online được, nhưng thực ra là cái lĩnh vực này là mình cho khách hàng có kiến thức, có hiểu biết ở trên online rồi, và người ta xác định cho người ta nhu cầu, người ta có sự tìm hiểu trên đó rồi, sau đó khi mà người ta đến gặp mình á là người ta chỉ có chốt deal nữa là thôi, thì lúc đó nó giảm cái điều thời gian của mình. Hay là ví dụ như một số người họ làm về bất động sản, thế thì rõ ràng là mình không thể ship cả căn nhà đi cho người ta được. Nhưng người ta sẽ coi mọi cái thông tin ở trên online và người ta thấy đây là một người tư vấn ok, có kiến thức, có hiểu biết, và tôi mua người này tôi cảm thấy an tâm. Thế người ta mới bắt đầu đến và người ta chốt deal là chốt ở bên ngoài offline. Thì cái online nó là một cái bước để cho mình có được rất nhiều cái khách hàng tiềm năng ở trên online. Đúng không? Hay là về dịch vụ, về tư vấn du học, về tất cả các loại những cái mà cần phải tư vấn thì nó là một cái sản phẩm. Và có một loại thứ hai đó là mình gọi điện chốt sale và giao đi luôn, mình chốt sale là giao đi luôn. Thì may mắn đó là vì em làm cả hai cái hay là vừa làm về đào tạo nên là em mới có thể tư vấn được cho anh, làm về bảo hiểm mình cần phải làm sao, bất động sản về làm sao, đúng không? Hay là về các cái sản phẩm mang tính chất là mình phải có một cái bước tư vấn, là những cái đơn giá trị cao ấy, thì mình phải tư vấn thì mình sẽ phải có cái cách làm nó như thế nào. Còn những sản phẩm giao đi thì em cũng làm về thực phẩm bổ sung, nên là mình cũng có những sản phẩm đó mình cũng tiếp cận được luôn. Đấy, và có một cái đó là dù ở cái thị trường nào á, ở Mỹ hay là ở Việt Nam hay là ở Úc hay ở châu Âu, thì họ cái tâm lý mặt về hành vi ấy, của khách hàng ấy, thì nó đều có những cái công thức để mình khai thác. Đó là lý do vì sao em không cần phải sang Mỹ, em không cần phải làm bảo hiểm, nhưng thông qua những cái câu hỏi mà em hỏi anh là em biết bên cái bảo hiểm bên Mỹ nó có cái gì, bên đó nó ra sao, cái đối tượng khách hàng là gì, đúng không? Thì từ đó bắt đầu em chia nhỏ ra, thì lúc đấy em mới có thể tư vấn. Và thực ra là không phải là em cần giỏi đó, em đặt câu hỏi và anh trả lời cho em. Và khi mà trả lời xong thì em định hướng cho anh là với cái này thì nên làm những nội dung kiểu như thế này. Đấy, và sau đó anh mới làm được. Đúng không? Đấy, còn nếu mà mình nghĩ rằng là nếu mà mình không có kinh nghiệm hay là không có kiến thức thì không thể làm được. Đấy, thì giống như anh bây giờ khi mà anh đã quen rồi đó, thì ví dụ như bây giờ anh thấy một ai đó mà họ nhờ anh tư vấn về online thì anh có tư vấn được không? Thôi, cơ bản thì chắc chắn là nên có thể tư vấn được. Giống như là bước đầu thì mình phải cần làm những cái gì, rồi quay video thế nào, rồi làm ra những cái nội dung sao để cho chạm đến khách hàng. Thì sau khi mình làm một thời gian thì mình cũng học hỏi thêm được nhiều cái công thức nữa. Đấy.
Đó là cái mà đặc biệt là khi mình phải có công thức. Có nghĩa là gì? Em hay nói là nếu thành công lần đầu tiên ấy, thì có thể mình may mắn. Lần thứ hai có thể là may mắn. Yeah. Nhưng lần thứ ba thì không thể là may mắn được. Đúng mà rồi. Đó là do công thức. Yeah. Mình phải có công thức, giống như anh bán bảo hiểm đấy, anh thành công 20 năm trời thì nó không thể là may mắn được. Yeah. Đúng không? May mắn nó chỉ là những khách hàng đầu tiên. Yeah, khi mình mới chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng, chưa có kinh nghiệm thì có thể là may mắn. Đúng rồi. Nhưng bắt đầu người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư thì nó không còn là may mắn nữa. Yeah. Mà đó là do mình phải học tập, mình phải rèn luyện theo những cái công thức mà những người đi trước dạy cho anh. Yeah. Thì anh nghĩ như thế nào về cái quan điểm này? Thì chắc chắn thôi. Nếu mà những bạn nào cứ nghĩ là mình tự mò mình học á. Yeah. Đó. Cái đó là một cái mà đang thấy tốn rất nhiều thời gian. Yeah. Và bản thân Dan cũng đã đi qua một cái bước đó khi mà mình muốn học cái gì đó. Yeah. Có nhiều khi nha, tại vì cái này đôi khi là tại vì đôi khi mình không có đủ tài chính để mình đầu tư vào những cái chương trình mà nó quy mô rồi nó có quy trình rồi rõ ràng đó. Yeah. Thì mình cứ nghĩ là bây giờ lên YouTube thiếu gì. Yeah. Phải không? Đúng rồi. Lên YouTube thiếu gì tự học cũng được. Yeah. Nhưng mà đúng, nếu mà các bạn lên YouTube nó có hết. Yeah. Nhưng cái mà nó không có đó là nó không có sắp xếp cho được lớp A đến lớp B, lớp B đến lớp C, lớp C đến lớp D. Yeah. Cho nên mình cứ học kiến thức đủ nơi. Yeah. Cho nên nó làm mình rối luôn. Yeah. Yeah. Cho nên có cái quy trình, có cái hệ thống đó, yeah, thì nó sẽ tiết kiệm mình rất nhiều thời gian để mình học tập. Yeah. Cho nên bây giờ đối với Dan đó, Dan cần học cái gì đó, thì thường thường là Dan đầu tư vào những người thầy, những người chuyên gia, và họ chỉ cho mình cái đường đi thì mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Yeah. Yeah. Bởi vì thời gian của mình chính là tiền, đúng không? Dạ, yeah, chắc chắn. Yeah. Ok, cảm ơn anh Dan. Yeah. Nên là anh chị, chúng ta muốn đến với 21 tuần luyện content chuyển đổi cao trên mạng xã hội thì chúng ta hãy để lại tên, số điện thoại và link cùng với đội ngũ mình sẽ liên hệ và tư vấn cho anh chị chúng ta về cái chương trình này nha anh chị. Đấy, thì với anh Dan nhá, em hỏi một cái câu cuối cùng là với những gì mà anh đầu tư và với những gì mà anh nhận được ấy thì nó là mắc hay rẻ? Mắc hay rẻ? Mắc hay rẻ, đắt hay rẻ? Đó. Nếu đối với những cái gì Dan đầu tư và đối với những cái gì mà Dan nhận được thì chắc chắn là rất là rẻ các anh chị. Yeah. Và số tiền Dan đầu tư thì cũng không quý. Đúng rồi. Mọi người học lớp chung thì nó rẻ hơn, đúng không? Đúng rồi, học lớp chung thì rất là rẻ hơn, nhưng mà số tiền Dan đầu tư thì đối với nhiều người thì cũng có thể là nhiều đó. Không phải là không phải lít, nhưng mà cái kết quả nhận được, rồi cái kiến thức mình nhận được, cái kết quả không nói là nhìn lên nha. Yeah. Nhưng mà cái kiến thức và cái công thức mình nhận được á là nó sẽ ở với mình suốt đời. Yeah. Đó, cho nên rất là rẻ. Đúng rồi. Nếu mà so cái tiền đầu tư và cái tiền mình nhận về. Tại vì hồi xưa ví dụ giống như Dan cứ suy nghĩ vậy nè, ở bên Mỹ học đại học, Dan học đó là một trong những cái trường cũng khá là mắc tiền. Học xong Dan còn thiếu nợ tiền học là khoảng chừng 70,000 đô. À, có nghĩa là vừa học vừa trả chút chút rồi cũng mượn tiền trả tiền học. Yeah. Ra trường là 70,000 đô, thiếu 70,000 đô đó. Nhưng mà Dan đi làm kỹ sư được có 1.5 năm. À, có nghĩa là mình cái tiền mà mình đi học là mình đi làm kỹ sư chưa có làm được về nữa. Trong khi đó Dan đầu tư một số tiền để học những cái kiến thức bên anh Linh. Yeah. Nhưng mà Dan rồi mấy người trong team của Dan nhận lại rất là nhiều cái kết quả gấp mấy chục lần. Yeah. Cái số tiền mà Dan đầu tư vào bên Linh. Yeah. Và mình chỉ đầu tư một lần nhưng mà cái kết quả thì nó vẫn cứ đều đều và nó càng từ từ nhân lên. Yeah. Vẫn cứ xài tiếp, đúng không? Đúng rồi. Bắt đầu nên mình... cái này là cũng một cái duyên. Yeah. Gặp được anh Linh là trong cái mùa dịch qua. Yeah. Trên mạng thì cũng nhờ anh Linh mới nói chung là cũng giúp cho Dan thay đổi được cái cuộc sống và kinh doanh của mình. Yeah. Nếu mà Dan không có đưa cái business lên online đó. Yeah. Thì Dan vẫn cứ tiếp tục làm cái công việc truyền thống. Yeah. Nếu mà kết quả tốt đó thì mình vẫn duy trì. Yeah. Nhưng mà sẽ bị gò bó bởi nơi mình ở đâu. Yeah. Rồi mình không có thể giống như là tự chủ đi chỗ này chỗ kia được. Yeah. Bây giờ online rồi đó thì Dan cứ cảm thấy giống vậy nè, mình đi chỗ nào cũng được, miễn sao cho mình cái máy vi tính với thêm internet là mình có thể làm được. Đó, thì cái đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Dạ, yeah. Và đó là lý do mà anh chuyển một cái bang mà ngày xưa anh ở 30 năm mà đến một cái nơi mới, đúng không? Đúng rồi. Đó là Dan, hồi xưa là gia đình Dan ở tiểu bang là Pennsylvania, là thành phố Philadelphia đó. Thì Dan đã sống ở đó là khoảng gần 30 năm. Yeah. Là coi như là những mối quan hệ mà bạn bè nè, khách hàng nè, ai cũng đều ở xung quanh những cái tiểu bang giống như New Jersey, Delaware, New York là đa số khách hàng của Dan với đối tác ở đó. Khi mà Dan nói với đội nhóm của mình là mình cần move đi, tại vì mấy đứa con sức khỏe nó không có được tốt trong cái vùng lạnh đó. Yeah. Thì Dan mới quyết định là move xuống Florida. Yeah. Thì mọi người cũng đặt câu hỏi không biết Dan này có dám move không, tại vì giống như là cái công việc của mình ở đó mà. Yeah. Nhưng mà họ không biết rằng là mình đã từ từ chuyển cái business lên online rồi. Yeah. Thì lúc mà move xuống Florida là hoàn toàn bình thường hết. Không những vậy, sau khi mua xuống Florida rồi đó, thì
thì cái việc kinh doanh nó còn tốt hơn nữa. Tại vì bây giờ mình chỉ có tập trung trên online nhiều hơn. Đúng rồi, bởi vì khi mà ở chỗ cũ ấy, là bắt đầu mình vẫn phải gặp gỡ, mình làm được ít video hơn. Lúc đáng, nhưng mình đến một nơi mới, không có những người bạn mới, không có những người bạn cũ, thì giống như là không có những kẻ đánh cắp thời gian của mình. Nên là mình có rất nhiều thời gian để mình sản xuất video. Đúng không? Và cái chỗ cũ là mình cũng lạnh quá, nên là anh mà ra đường quay thì nó cũng hơi khó, đúng không? Đúng rồi. Nên là đó là một cái rất lý tưởng. Và thực tế là em cũng có những cái team ấy, là ngày xưa họ ở Sài Gòn, nhưng bây giờ là bạn của em ở Sài Gòn ấy là ít hơn, bởi vì các bạn bắt đầu chuyển ra Vinh này, rồi các bạn chuyển ra Đà Nẵng này, rồi một số bạn đi Nha Trang này, một số bạn thích lên Đà Lạt. Tức là cái team của em là bởi vì bây giờ là các bạn thấy là ở đâu các bạn cũng ở được. Đấy, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ không ở trung tâm nữa. Họ về dưới quận 9, ở dưới Vinhome quận 9 ấy, ở dưới đó rất là đông. Bởi vì bây giờ là họ thấy rằng là ở đâu nó cũng như nhau. Và nên là cả miễn sao có internet là dạ đúng vậy, cứ miễn có internet, có máy tính là mình đều có thể làm được. Mà thế bây là... giờ có chỗ nào không có internet đâu. Dạ đúng rồi. Ở đâu cũng có mà lại mạnh nữa chứ. Thì rất là cảm ơn anh Dan hôm nay đã dành thời gian chia sẻ cho mọi người được là cái mình để bắt đầu với bởi vì mình bắt đầu thì mình mới có thể thành công được. Mà bây giờ là nó một cái xu hướng này, nó rất là mạnh mẽ rồi, mà mình không có thay đổi, mình không đi cùng được nữa thì nó rất là một cái sẽ là thiệt thòi cho mình. Rất là đáng tiếc. Đúng rồi. Những anh chị nào mà trong kinh doanh thì phải nên biết những cái công thức này. Đây cũng chia sẻ một số bạn bè ở bên đây. Đem về Việt Nam chơi đó thì cũng gặp một số bạn bè của mình, họ kinh doanh cái này cái kia đó. Thì họ nói dạo này kinh doanh khó khăn quá. Người ta mua hàng trên online không à. Cho nên ví dụ có tiệm đồ này đó, làm ăn không có bằng hồi xưa. Thì mình đem đi cũng chia sẻ với mấy bạn đó là mấy bạn nên học những cái công thức mà làm sao mà đưa cái business của mình lên online đi. Chứ nếu không á, càng ngày nó càng khó nữa chứ không phải là nó khó bây giờ đâu. Đúng rồi. Gần đây giống như là gần đây em có một cái bạn Quốc ở trong lớp mà anh đang học luôn ấy, bạn đó làm về thủy sản, là thuốc vi sinh dơ thủy sản cho tôm. Đúng rồi. Đấy thì đó là cái đó mà ngày xưa người ta nghĩ là phải làm offline, phải đến từng cái ấy, đúng không? Là bởi vì bán cho bà con nông dân mà. Nên cuối cùng bây giờ bạn làm online, bạn vẫn bán được một ngày 15-20 đơn. Đó là mới sau khoảng 2 tuần áp dụng thôi. Là đã có 15-20 đơn, bạn đó không edit giống như anh nhé. Bạn đó edit là rất đơn giản, căn bản luôn nhé. Đúng rồi, không edit luôn này. Đưa lên vắt là quay lên, đưa lên luôn. Quay lên, đưa lên luôn. Đấy. Và em thấy ở Việt Nam có một cái lợi thế cho những anh chị mà làm kinh doanh đó. Là tại vì bây giờ ship hàng rất là nhanh. Đúng rồi. Muốn mua cái món hàng gì rồi ship rất là nhanh. Hồi xưa giờ đang cứ nghĩ bên Mỹ ship nhanh nha, về Việt Nam thấy bên Việt Nam ship nhanh hơn nữa. Tại vì bên đây có thể là cái tiền công nó không có mắc bằng ở bên Mỹ đó. Cho nên đôi khi mình ship món hàng gì rất là nhanh. Cho nên mình phải tận dụng cái đó, và tận dụng online thì mình có thể đột phá cái kinh doanh của mình. Với là cái ở Việt Nam mình cũng có cái phương tiện thanh toán. Thanh toán nó chuyển khoản cũng được, rồi QR cũng được, rồi COD cũng được. Ship đến thu tiền rất làm tiện, cho khách hàng họ rất là thoải mái. Và nhiều đơn vị vận chuyển đấy. Và checking hàng mọi cái nó rất là thuận tiện luôn. Đấy, còn ở trong thành phố thì có thể giao trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đó là cái mà khi mà em đi qua Úc em mới thấy là thì ra nước ngoài nó còn chậm hơn cả Việt Nam. Đúng rồi. Hồi xưa đến ở bên Mỹ thì mua hàng Amazon. Thì mua hàng Amazon có nhiều khi nó sẽ ship trong ngày. Hoặc là nó ship ngày kế, ngày sau, hoặc là 2 ngày. Và mua hàng ở bên Mỹ thì mình phải tiết tiền trước. Rồi họ mới ship hàng. Còn về đây đó, đôi khi Dan muốn đặt một cái món hàng gì nói cái rồi cái nó em ship cho rồi khi nào đến trả tiền. Đó, thì mình cảm thấy yên tâm khi mình mua. Đúng rồi. Chính xác. Nên là bây giờ đó là một cái thuận tiện này, nên là gần như là người nhà nhà người ta đã làm rồi mà mình không bắt tay nữa thì đó là mình sẽ đi chậm. Và thực ra là ngành nghề nào chúng ta cũng làm được, thủy sản này, tôm, đúng không? Rồi là bảo hiểm, bất động sản. Bất động sản trong lớp có chị Tara đấy chị anh. Nên là chúng ta đều hoàn toàn có thể làm được, thì bằng cách đó là chúng ta phải bắt đầu sớm thì chúng ta mới thành công sớm. Còn nếu chúng ta bắt đầu trễ thì chúng ta lại cứ giá như lại tiếp nuôi tiếp. Nên là cảm ơn anh Dan rất nhiều. Không có gì. Ok, cảm ơn anh. Chúc anh chị may mắn. Yeah.